để mất thời gian của mọi người, và em xin phép mở bao thư ra và công bố luôn ạ. Và thưa quý vị, chúng ta cùng hồi hộp chờ đợi xem phim web drama hay nhất do Hội đồng nghệ thuật bình chọn và web drama yêu thích nhất để tham gia bình chọn sẽ thuộc về các bộ phim nào trong phần top 3 đề cử của chúng ta đã vừa thấy. Dạ, em xin công bố giải thưởng gương mặt điện ảnh truyền hình hôm nay Cúp Ngôi Sao Xanh lần thứ 10 năm 2023 xin được vinh danh phim Thật Xanh Lý Không đã giành chiến thắng web drama được yêu thích nhất do khán giả bình chọn ạ. Gương mặt điện ảnh của truyền hình hôm nay Cúp Ngôi Sao Xanh lần thứ 10 2023 xin được vinh danh phim Chủ tịch Giao Hàng. Thưa quý vị, chúng ta vỗ tay cho Nicole là đạo diễn phim Thật Xanh Lý Thành ạ. Xin kính chào quý vị đồng nghiệp, xin kính chào tất cả các quý vị đang có mặt tại đây. Đây là lần thứ hai em phim của em được giải Ngôi Sao Xanh, nhưng mà đây là lần đầu tiên em được cầm cúp và được đứng trên đây nhận cúp. Em xin gửi lời cảm ơn tất cả ekip, xin cảm ơn tới Tâm và xin cảm ơn với tất cả khán giả đã ủng hộ để hôm nay em với Tâm có cơ hội đến đây để cầm tới cái cúp danh dự này. Xin cảm ơn mọi người. Dạ, xin mời anh Trần Duy Anh ạ. Dạ, thưa quý vị thân mến, không có nghĩ là buổi tối hôm nay được lên sân khấu lần thứ 3 và rất là vui, bởi vì đây là món quà nhỏ, một cái tấm đầu lại là tặng cho các bạn yêu thương Trường Giang, mà không ngờ được trao tặng lại nhiều món quà to hơn cả ngàn lần như vậy. Và không ngờ điều đó đã xảy ra. Đúng là cuộc đời này làm cái gì tốt được trả ngàn lần tốt hơn. Cảm ơn quý vị rất là nhiều vì sự yêu thương. Cảm ơn rất là nhiều. Thank you everyone. Xin chúc mừng cho hai bộ phim web drama hay nhất và web drama được yêu thích nhất. Chỉ cho em nói tâm nữa. Thưa quý vị, em xin cảm ơn một đối tác mà gọi là yêu thương em từ lúc em mới bước chân vào cái con đường mà lập nghiệp, đó là bên Box, là support em từ ngày đầu luôn, cái thời mà chúng em biết em luôn. Cho em nói thêm câu nữa là nhà hát Hòa Bình là một cái nơi kỷ niệm của em, kỷ niệm khủng khiếp. Cách đây 10 năm về trước thì quý vị đã biết rồi, là có rất là nhiều chương trình của Nụ Cười Mới tổ chức ở đây cùng với anh Hoài Linh, anh Chí Tài, live show của anh Linh ở đây, live show anh Tài ở đây và live show em ở đây. Và hôm nay trở lại thì rất là hồi hộp và đang có lòng chút kỷ niệm 10 năm của Ngôi Sao Xanh, cũng là 10 năm em trở lại với sân khấu Hòa Bình và có ba chiếc cúp từ tình yêu thương của quý vị. Cảm ơn một lần nữa, cảm ơn tất cả những gì quý vị đã cho chúng tôi. Xin cảm ơn tất cả các anh chị.
Quý vị và các bạn thân mến, phim truyền hình Việt Nam luôn là được xem là người bạn tinh thần to lớn đồng hành cùng mỗi gia đình Việt vì đã phản ánh rất chân thực và rõ nét. Bộ phim Nhà Bà Nữ. Xin chúc mừng một lần sân khấu đại diện của phim Nhà Bà Nữ đã xuất sắc nhận được giải thưởng Cúp Ngôi Sao Xanh phim điện ảnh hay nhất do Hội đồng Nghệ thuật bình chọn. Xin mời đến sân khấu đại diện của phim Nhà Bà Nữ. Nữ diễn viên chính trẻ tuổi xinh đẹp, muốn phát biểu không? Lại thêm một lần nữa thì Lê Giang cũng xin cảm ơn ban tổ chức, hội đồng nghệ thuật, cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã thương yêu Nhà Bà Nữ và bầu chọn cho phim Nhà Bà Nữ. Lê Giang không biết nói gì hơn, xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người và chúc mọi người một năm mới thật là nhiều sức khỏe, bình an và may mắn trong cuộc sống. Nếu anh không biết nói gì hơn là có thể Nhà Bà Nữ là một cái cột mốc rất là quan trọng trong sự nghiệp của mình, bởi vì đã giúp cho Trấn Thành có những thành tích mà bản thân mình cũng không ngờ đến. Rất là cảm ơn khán giả đã dành rất nhiều tình yêu thương cho Nhà Bà Nữ, và rất cảm ơn Hội đồng Nghệ thuật lại một lần nữa, chắc là cũng muốn khuyến khích Trấn Thành làm tốt hơn. Thành không dám nhận mình là bộ phim xuất sắc nhất, nhưng có thể đây là bộ phim trong lúc này được mọi người yêu thích. Thì một lần nữa Thành xin được cảm ơn rất là nhiều vì tất cả những gì mà Hội đồng Nghệ thuật đã dành cho Trấn Thành, và xin được gửi lên sự kính trọng của Trấn Thành đến cho hai người anh, bởi vì production của các anh rất là nhiều điều mà Trấn Thành phải học hỏi, đó là Victor Vũ và anh Bùi Thạch Chuyên với Người Vợ Cuối Cùng và Trao Tặng Rực Rỡ. Thành cũng xin được chúc mừng hai anh bởi vì hai anh làm hai bộ phim rất là chất lượng, và xin cho phép Trấn Thành tiếp tục được công hiến. Thành sẽ cố gắng thật nhiều. Cảm ơn quý vị. Một lần nữa xin được chúc mừng cho bộ phim Nhà Bà Nữ. Xin được cảm ơn đạo diễn Trấn Thành cùng với diễn viên Trần Chị nói một câu. Dạ. Lê Giang cũng xin cảm ơn đạo diễn Trấn Thành đã cho Lê Giang một bà nữ mà đi tới đâu thì ai cũng gọi là bà nữ Lê Giang. Lê Giang rất là cảm ơn và rất là. Nhưng mà chị Lê Giang xứng đáng mà quý vị đúng không? Quý vị xem phim, quý vị có yêu Lê Giang không? Để cho chị Lê Giang một tràng pháo tay to hơn được không ạ? Một lần nữa cảm ơn Ngôi Sao Xanh rất nhiều, I love you. Một lần nữa xin được cảm ơn đạo diễn Trấn Thành cùng với diễn viên Lê Giang.